kìa. Đây, mi gió. Đó. Bắt tay. Bay mất. Nè. Ê đây, bay. Ê coi, ôm má hụt két coi. Trời ơi, tội bả. Đây, mấy ngày nữa con vô rồi con về. Bay má nha. Đi phân cỏ đi bắt ốc thái gào nè, mình giờ đi ra Huế trời nóng dữ lắm luôn. Rồi đi chung nữa nè, ở đây là đi chung có chị Tư nữa nè. Giờ mình đi vô trong sân bay, mình đi hãng Việt Nam Airlines. Dạ. Đi chung là có hai Việt kiều nữa nè. Đó. Chuẩn bị đi du lịch. Hả? Đây là Việt kiều nữa nè. Việt kiều Tiền Giang. Tiền Giang đi lên. Còn đây là Việt kiều ở đâu xã Hiệp Đức. Còn đây đó là Việt kiều lung tung beng chạy qua chạy lại. Bây giờ mình đi lại thằng đó nha. Mình đi đâu vậy chị? Đi Huế. Đó. Bây giờ mình đi vô get line. Thì bữa nay chồng Phượng mua vé cho con ghế của chị Tư. Rồi chị Tư đi cho vui chứ đi mình cũng buồn. Chị lấy quay phim được không nè? Quay phim nói chuyện chơi thôi. Tại hai giờ tiền. Vậy chút xíu nữa là lên máy bay rồi. Lên máy bay chút rồi đứng bay bay theo nha. Đợi chị Tư lên ha. Bây giờ mình đi chuẩn bị đi vô cái chỗ mà kiểm tra hành lý. Rồi đi vô chờ đợi. Mấy bữa nay con đi về đây là được tuần rồi. Nhưng mà cũng vòng vòng chơi với gia đình thôi. Không có quay phim. Bây giờ quay vòng vòng chia sẻ với bà con cô bác. Về Việt Nam hoài. Chứng tỏ là thương yêu Việt Nam quá chừng. Rồi xin nông nổi. Bây giờ mình đi vô qua cái trạm trung gian này kiểm tra. Qua đây không cho camera tắt này. Đây là tay ba lô rồi phải không? Anh. Tay ba lô phải đeo ba lô rồi phải không?
ba lô. Này diệt ba lô hả? Ta là bay ba lô, mình là diệt ba lô hả? Đây anh hả? Đó là đây. Hả? Số 10, còn số 10. Từ... Đây nè. Đi ngủ đi. Đi là bám như vậy. Kiểu kiểu ha. Có giá. Có đó anh. Gũ đó làm sao bằng gũ ông Tư? Anh. Gũ đó làm sao bằng gũ ông Tư? Cái hộp kẹo này nhiều vậy anh? Này nhiều. Bao nhiêu tiền? Biết nhiều nơi còn giá. Em còn siêu sắc. Siêu sắc quá hả? Siêu sắc. Em còn bằng giá. Mình đi sớm quá gì không thấy người hả? Hay là ta xuống rồi mình mới vô ha? Mười kìa. Mấy giờ? Tì Vinh chưa tới anh ơi. Vinh đi Vinh hả? Không. Đi Huế. Tiếng à. Tiếng á hả? Đi vòng vòng chơi không? Tiếng hả? Bánh gì không? Mắt bì đi không? Mắt hả? Vô đây sợ mắt hả? Mắt trả giá. Kêu bình sáng xuống đổi ra luôn. Trả giá cái mấy chị đó hỏi. Ủa? Lỗ bao nhiêu tiền mua vé? Bánh mì Sài Gòn. Bánh mì que ở đâu đó. Mày đó. Này là bánh mì que phải không em? Bao nhiêu mẫu? 3-4 ngàn mẫu hả? Lấy 4 mẫu đi chị đi. Oh, no, no, no. Let you. Ok. 2. Có ngàn đô đi vòng vòng chơi đạp.
Lần đầu tiên đi máy bay. Lát cảm giác như lạ lạ, vui. Nhưng mà đi ghế thôi bình thường thôi, nhưng mà lần đầu tiên mình đi thấy là lạ. Thời buổi giờ lên tiếng văn minh rồi. Việt Nam mà mấy tỉnh mà xa xa là có sân bay hết trơn. Chỉ có những cái tỉnh mà lân cận giống như Tiền Giang là quá gần ở Sài Gòn mà không có thôi, chứ Cần Thơ, Cà Mau thì phải không anh, Phú Quốc đồ có hết. Đi hả? Nó đâu có biết.
biết đâu chừng mai mốt có thằng ghế đại gia rồi cứ dắt đi tới Mỹ, Canada, Úc, Pháp rồi tùm lum ra lúc đó rồi nó thôi giờ đi máy bay với mình ngán quá. Chắc không có gì. Lên đây rồi mới cảm thấy chiếc máy bay lớn nha. À, chiếc máy bay mà đi về Mỹ phần lớn dữ lớn cách mấy lần này nha. Đôi chị bự bự dài dữ lắm chị tin, mấy trăm người nhiều khoang lắm rồi chưa tự tính mà để ăn cho mình ăn từ ở đây mà em về tới Mỹ là em ăn 3 lần, từ đây bay qua Đài Loan em ăn 1 lần, từ Đài Loan em về tới Mỹ em ăn 2 lần nữa. Là ăn 3 chặp, thấy ăn 3 chặp là tới rồi đó. Hả? Xa dữ vậy. Đó. Mấy tiếng. Từ đây qua Đài Loan là 3 tiếng mấy? 1 tiếng 5 phút mà. Ha. Rồi từ Đài Loan là về bên tới Mỹ là cỡ khoảng 10 mấy tiếng. Ở Đài Loan rồi đáp xuống rồi nghỉ. Đổi máy bay, đổi máy bay lớn hơn nữa. Vậy hả? Đổi phải dừng chân cái rồi đi máy bay khác nữa. Là coi như mình thấy mình ăn 3 cử là thấy tới. Ngồi thì đi hà nghỉ đi, ngồi bữa nay ngồi mà tới ngày mai mới tới là mình cỡ nào không? Ngày đêm mới tới, để thời gian bay rồi thời gian đợi nữa, rồi đổi máy bay nữa, nó tốn nhiều thời gian. Chị gần tuổi này 60 mấy tuổi mà đi chơi như vậy là quá vui. Chị là sướng hơn có 2 gái rồi đó. Sướng hơn, phải không? Chưa được rồi hưởng thụ như vậy. À, nó ngóng ngóng coi coi may ha, coi may hay coi may, may khỏi may. Đi máy bay mà chuẩn bị bao để ói vô.
ối, không có mắt ối mà nó chóc mặt. Chóc mặt cái gì mà chóc mặt mở ra đi. Nè mà coi đi, mẹ để sẵn vậy nè. Đó. Kỳ. Đó. Thôi đất ơi. Có cái gì lấy cái nón hứng nha, sạc nha. Đó thầy rồi. Đâu tệ dữ tệ, đáng tệ không ông già vợ rồi. Ông già vợ lên đây là coi suốt luôn á. Rồi coi suốt. Tới chỗ rồi. Suốt luôn. Tới rồi đúng không hả? Nó sắp xuống rồi đó hả? Cũng nhờ Thư với Dương Úc mà anh Tư cũng được đi máy bay một lần. Phải không? Ừ. Chứ dễ gì anh Tư được đi đâu. Một lần nữa anh cũng phản nguyện rồi. Đi biết ha Tư ha. Ừ, đi cho biết. Ta không quay phim hả? Hả? Thôi tới rồi đó. Kêu cái nào cũng nhắm mắt hết, phải không? Hả? Sắp xuống về ta nhìn xuống ta coi, hả ơi? Trời ơi, cái gì vậy trời? Tới rồi kìa, hả? Trời ơi, tại vì nó xuống kỳ. Trời ơi. Nhắm mắt không? Nhắm mắt không à anh ơi? Trời ơi. Thời gian bay thì nó không có nhiều, mười mấy tiếng rồi đợi
đó rồi đó. Bye bye. Đợi gia đình của mình nha. Hello. Đợi gia đình mình đi tới. Chẳng may, chẳng may, chẳng may. Để anh yêu đi tới. Bây giờ mình mới à. Rồi. Bây giờ cái quế rồi. Tư đi tới nè. Cái quế rồi. Đó. Rồi sao giờ còn cháo đảo không hả? Cũng còn hơi chóng mặt một chút. Hơi chóng mặt chút hả? Vậy chứ xuống tay thấy nhẹ nhõm ha. Thấy dễ chịu rồi ha. Đã đỡ một chút. Cũng còn hơi quay quay. Hơi quay hả? Lâu lâu thay đổi không khí đi ra Quế chơi cho vui. Biết chỗ này chỗ kia. Hôm nay đi dân hà đi du lịch. Du lịch Huế. Cũng đi về Việt Nam đi vòng vòng chơi hôm nay. Lo cho gia đình má rồi này nọ quay. Bữa nay chứ nhờ Hà với chính phim này nè, mới quay nè. Quay cảm giác luôn Hà nè. Cảm giác nãy sắp xuống máy bay cái sau cái mặt gì mà ghê vậy hả? Hả? Mặt gì mà gồng mà ghi giống như là gì vậy? Bị xe sống. Đi hả? Xe may. Tới sân bay Huế. Sân bay này mới lắm. Nhà thông quan của mình hả nè. Taxi bên kia phải không?
rồi. Dân sầu riêng luôn. 5 giờ chiều rồi, trời chờ tối. Trời lạnh ha anh ha. Bây giờ thu phí nhiêu tiền nha? Tính theo giờ chị. Thật thường nhiều quá thì em tính cho thường khách là 15 ngàn, mà nhiều quá thì em tự chịu. Tự nhiên như lúc mình vào lâu á. Cho cho em một dĩa bốn người ăn đi chị. Đầy đủ. Ở ngoài Huế nó trong lòng thì khác cho trong Nam. À. Phượng không biết ở trong này có cái gì. Kéo lên một cái nè, thấy không? Đó, cái gạo ngoài này á khô lắm. Chứ gạo trong Nam không nó cho hình... rên, gạo ngoài này là không cho rên. Lên là gì? Không 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 có lên lên đó. Mà làm sao mà nó không lên hay vậy chị? Xả là sao? Ôi xả gạo hả? Coi như mình nấu rồi mình xả cái nước lên bỏ hả sao? Ừ, đúng. Lên rồi mình bỏ. Mình phải nấu chặt hả? Nấu cơm, nấu giống như nấu cơm vậy hả? Ừ. Xả cái nước lên bỏ rồi mới hớt lấy cái này bỏ qua. Ồ. Vậy là mình phải canh lửa. Không, cho sôi luôn. Cho sôi luôn hả? Đó, sôi luôn. Ồ. Hèn gì sao em nấu ở trong Nam á, em nấu sao nó lên hoài á. Lên là chị là không lại. Vậy là phải nấu một cái nồi nước riêng hả chị? Không, à, đúng đó. Thà bố lân lân. Em ăn là thà bố lân lân. Vậy mình nấu nồi nước riêng xong rồi mình xả cái nước lên, mình hớt lấy cái cơm này. Rồi mình mới bỏ qua bên cái nước lèo này. À, nước lông nữa. Dạ, rồi. Lắm chục năm. Lắm chục năm hả? Dữ vậy đó hả? Bảy chục rồi. Cháu này bán mua được bao nhiêu căn nhà rồi chị? Mua bình thường rồi, da mình bình thường. Mình này... bán lời mình mua được, sắm được bao nhiêu căn nhà rồi đó. Bình thường nữa, nghèo. Bình thường á, nghèo. Nghe nhau cũng là bạn. Nhà cao cửa rộng quá mà la nghèo chị. Thì da mình được. Vậy hả? Tưởng đây mấy giờ mình mở cửa em đấy đấy chị bà ăn đi mời bạn mày tô với em bố ăn vậy hả? Vậy mình bán tới mấy giờ xong chị Hương? 12 giờ hết xu vậy hả? Hết xu bán nào hết thôi phải không? Đúng đó. Bán này có tin là sát ai ra mở hàng bán đắt đúng gì không chị? Tính, có không tiếng có vậy hả? Có đó. Lỡ người nào nặng dí quá nặng có làm hàng chân nợ đó hàng cũng hết sống chuột hết nhưng mà trầm hơn thôi phải không? Trầm hơn là nhưng mà hết đồ rồi mà hết cũng ở ngoài này nó thêm nước đâu không chị? Không, đâu mà bạn chắc lương có cái nồi cháo chắc lương nó trên được chứ hết. Cái ông Hà nấu không hả? Đâu phải khác ở trong. Mình nấu cháo lòng 50 năm rồi. Nấu 50 năm. Vậy là mình phải trụng lại ha. Trụng lại cho ngon. Vậy là cái này. Trụng lại cháo nóng hay sao chị? Cháo nóng. Nóng gì ăn ngon hơn. Vậy hả? Rất vui.
Chị bán này thôi, có mướn người phụ không? Có. Có hả? Chứ. Em giờ đang thất nghiệp này, có tỉnh người không? Em giờ sáng làm tới mấy giờ hả chị ha? 3 giờ. 3 sáng hả? 3 sáng làm 12 giờ. Để cái này xong rồi phải không? Nước nhiều rồi tiếng nghe ra chuyện nào để đây đi chính giữa vậy đó. Chị nào tỉnh nhất cái bàn ra nha. Đi xuống. Chị dạ ăn bánh xèo gì đó, bánh xèo cua tam mú, hết cua rồi, ăn hết cua rồi chị. Không còn cua hả? Còn 44 con á. Em đi lần này là lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì rồi, nhiều lắm rồi. Dạ bye chị. Quen với dì Tư mà lạ với thằng Hà. Phải không Tư? Ôi ui.
Ôi ơi, dính. Dính hả ơi, dính. Ôi ơi. Chòi này của mình nè anh ơi. Mỗi lần đi tới đây là ra cái chòi này. Anh đi anh chứ em đi rất luôn mà. Nè nè nè. Ra ngoài tôi có chắc. Có người anh à.